chào khách yêu nha. Lộc cưới của em hôm nay là đầy luôn. Này có vợ chồng chị Nguyên, chị từ Bình Chánh lên sắm nguyên một bộ đồ cưới nè. Một cái dây cua ve nha. Đi liền với cái lắc nữa nè. Đây, một dây đi kèm những cái lắc. Một cái kiềng đi với vòng và cặp bông tai. Đây, đây là kiềng quấn hoa nha quý khách. Quấn hoa dạng 3D. Đó, nhìn hoa rất là thật luôn. Đây nữa, hoa. Hoa mai hai tầng phủ cát. Phung cát cực kỳ sang luôn. Đi bộ với cái lắc luôn đây nè. Tổng bộ đồ cưới này của chị Nguyên là 2,5 lượng hơn nha. Là tầm 141 triệu. Em chỉ chị Nguyên cách mở nha. Cách mở vòng đây. Mình đăng nhẹ ra. Nhích nhẹ lên nha chị, bẻ qua là để ra tay được. Vòng này dễ đeo không mấy vòng đó. Đó. Đây cái kiềng. Kiềng là mình lăn ra. Nhích nhẹ lên thôi là nó đúng khớp đó, mình mở ra như vậy. Rồi để em để hộp cho chị ha. Quá trời sang luôn chị ơi, quyền mụ. Em cảm ơn chị đã đi đường xa lên ủng hộ tiệm nha. Ơi đi từ xa lên đây quý lắm luôn á. Đây. Xíu bỏ vô cốp xe cho chồng cấm nha chị. Em để hóa đơn vô đây cho anh chị ha. Rồi, em cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị nha. Cô ơi, nhắn khâu ở bên đây nè cô. Bán cho anh dẫn chị. Em quay từ những cái món hàng mà anh chị biết. Đầu tiên là kiềng dưỡng sóng nha. Kiềng thành thảo có 3 loại nha mấy chị. Một loại là kiềng tròn, một loại là kiềng dẹp và một loại là kiềng dưỡng sóng. Trọng lượng nó từ 2 chỉ cho đến 1 lượng nha. Như cái kiềng em đang cầm là loại 4 chỉ nha quý khách. Chạm hoa mai à. Rất là đẹp luôn. Dưỡng sóng nha. Hai cái vòng tay. Vòng này là vòng đế chạm mà long phụng nha. Đây đây là hình con rồng nè. Mặt sau là hình con phụng nè. Cái vòng này là tầm 2 chỉ nha quý khách. Thường thường những cái hàng đế như vậy thì nó có chẵn nha. 1 chỉ, 2 chỉ, 3 chỉ chứ nó không có lẻ ra nha quý khách nha. Một cái vòng bản chạm hoa văn 3 chỉ à. Đẹp ha. Cái vòng bản này nhìn nó sơn nè. Hoa văn chạy hết đều hết cái vòng nha. Một đôi bông tai hoa mai đúc rồi. Đúc đặc luôn nha. Đôi bông đúc đặc. Đôi bông này trọng lượng nó là 1 chỉ. Rồi tiếp theo là một cái dây. Đây là dây kiểu nha. Dây kiểu bản y như là dây con rít vậy đó. Nói tròn một quấy nổi nè. Cái dây này là tròn một lượng. Đẹp lắm. Hôm nay đến mình đi chút thì chút. Và cái bóng ca mà làm thiết kế rất là đẹp nha. Rất là sáng luôn. Tổng giá trị mà anh chị ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là 100 triệu 173 ngàn. Cái này nhân viên của em đang hướng dẫn cho anh chị cách thức lấy rồi. Dạ rồi, em rất là cảm ơn anh chị nha. Cảm ơn anh chị đã đến ủng hộ tiệm em nha. Và em em chào khách yêu nha. Tối hôm nay em có Lộc ở Hậu Giang. Có chị Thảo, chị lên sắm nữ trang nha. Chị lên sắm một cái dòng caro nhích dắt nè. Dòng này là cao 8 phân như quý khách. Bên em là có từ ni 48 đến ni 64 luôn. Trọng lượng vàng là tầm 7,6. Chị còn lựa thêm hai cái nhẫn nè. Một nhẫn đeo phong thủy 4 dấu đá tô ba nha, đeo rất là sáng luôn. Rồi lựa cho anh một cái nhẫn gồng đúc. Nhẫn nam nha, đai chạm. Đó, đây là mẫu đúc luôn nha. Em đeo cho chị Thảo ha. Em mượn đây chị. Đó, đeo cực kỳ sang luôn, đeo nhẫn luôn nha. Quá trời đẹp nè quý khách nè. Bộ nữ trang này của chị là 40 triệu 500 nha. Em gửi chị Thảo hóa đơn. Em cảm ơn chị đã tin tưởng tiệm đi đường xa lên ủng hộ nha. Em cảm ơn gia đình mình nha.